i-tech vn xin chào các bạn. Như vậy là Kia Seltos, một dòng xe bán rất chạy tại trường Việt Nam, sắp có phiên bản facelift chính thức 2022 ra mắt tại thị trường thế giới. Như chúng ta quan sát trên màn ảnh ở đây thì các bạn có thể thấy những hình ảnh rò rỉ bắt gặp được của chiếc Kia Seltos phiên bản facelift 2022 chạy thử trên quê nhà Hàn Quốc. Và với những diện mạo được bao bọc rất kỹ, chúng ta vẫn có thể nhận thấy được những điểm thay đổi đáng kể trên chiếc Kia Sportage facelift này so với phiên bản tiền nhiệm đang bán ra tại thị trường thế giới cũng như tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Không khó để chúng ta có thể nhận ra những nét đặc trưng tương đồng của Kia Sportage phiên bản facelift 2022 hay còn gọi là 2023 này so với phiên bản của người anh em chính là chiếc Kia Sporty đã ra mắt chính thức trên thị trường thế giới trong thời gian vừa qua. Rất có thể những hình ảnh đồ họa này sẽ trở thành thực tế trên phiên bản của Kia Sportage phiên bản facelift, là một cái phiên bản cập nhật về ngoại thất và giữ nguyên về động cơ. Như các bạn biết thì ở giữa dòng đời chu kỳ của sản phẩm, chiếc Kia Seltos đã ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 7 năm 2019 và cho đến hiện tại đây là một dòng xe bán rất chạy trong cái dòng SUV Light với SUV của phân khúc B tại thị trường Việt Nam, và nó phả hơi nóng lên cả những đối thủ ở tận phân khúc C. Như vậy thì rất có thể là Kia Seltos trong thời gian tới sẽ có những màu sắc như chúng ta quan sát trong video clip này, và cái thay đổi đáng kể nhất là cái phần mũi hổ đặc trưng của hãng Kia đã được thanh mảnh hơn và đậm vào đó là cái đèn LED với phong cách thiết kế boomerang. Chúng ta có thể thấy là cái diện mạo của Kia Seltos phiên bản mới hoàn toàn có thể thay đổi theo phong cách thể thao và cá tính hơn. Trong khi đó thì dự đoán về nội thất ở bên trong của chiếc Kia Seltos này, chúng ta sẽ thấy có hơi hướng lai với những cái đàn anh như là Kia Sporty hay là chiếc Kia Sorento đã ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua. Chính là cái mặt táp lô với một cái bảng đồng hồ cũng như là cái đồng hồ kỹ thuật số kéo dài suốt cái mặt táp lô, và thay vào những cái chức năng cơ học chúng ta có thể có những cái phanh tay điện tử hoặc là những cái nút bấm đa chức năng. Còn về thông số kỹ thuật chi tiết thì có thể gần như chính xác là chiếc Kia Seltos phiên bản facelift 2022 này sẽ sử dụng hoàn toàn tương tự với lại phiên bản đang bán ra tại thị trường Việt Nam hiện tại. Tức nghĩa là vẫn sử dụng động cơ xăng Gamma 1.6 hút khí tự nhiên, nhưng mà sẽ có thêm một cái phiên bản là hybrid, tức nghĩa là xăng lai điện ra mắt đầu tiên tại thị trường thế giới, đó chính là tại nước Mỹ. Thì như vậy Kia Seltos sẽ muốn giữ vững ngôi vương trong cái phân khúc này khi xuất hiện cái phiên bản hybrid. Về trọng lượng tổng thể của toàn xe không tải vẫn sẽ là quanh mức 1,3 tấn. Vì vậy thì công suất cực đại của dòng xe này nếu sử dụng vẫn là cái động cơ xăng 1.6 sẽ là 121 mã lực ở vòng tua 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại đạt 151 Newton trên mét. Hệ thống treo trước và sau của dòng xe này vẫn không có gì thay đổi, bởi vì đây chỉ là một phiên bản facelift nên vẫn là MacPherson và treo sau vẫn là thanh cân bằng. Dung tích bình xăng và cả dung tích khoang hành lý sẽ tương đồng so với phiên bản tiền nhiệm. Về giá bán thì như các bạn đã biết, tại thị trường Việt Nam thì Kia Seltos hiện đang được bán ra với lại 4 phiên bản, và phiên bản gần nhất tương tự như tại thị trường Ấn Độ chúng ta sẽ có một cái phiên bản bóng đêm, và chiếc Seltos 1.6 Premium có những cải tiến đáng kể về điều hòa của cái ghế sau, khi tham gia vào đó chính là cái bộ lọc khí bụi mịn ha. Chúng ta có thể xem cái video clip review chi tiết về chiếc 1.6 Premium với giá 709 triệu đề xuất này. Tất nhiên là vào dịp cuối năm thì hãng Kia nổi tiếng với những dòng xe lắp ráp trong nước thế này sẽ có những ưu đãi rất nhiều. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp tại các đại lý hay các showroom của Kia để biết thêm những cái thông tin chi tiết và những ưu đãi giảm giá cũng như là hỗ trợ về phí trước bạ, thậm chí đến 100% trên những dòng xe bán rất chạy này. Liệu Kia Seltos sẽ vừa giữ vững ngôi vương trong dòng SUV phân khúc B tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới các bạn nhé. Rất có thể hãng Thaco sẽ mang chiếc Kia Seltos phiên bản facelift 2022 này sớm về thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Chúng ta hãy cùng chờ các bạn nhé. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.